Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu một vị đại biểu cũng rất quan trọng, đó là bà Đỗ Thị Quỳnh, trưởng ban biên tập của Ban Tôn giáo. Nếu như không có sự ủng hộ của bà Quỳnh thì chắc chắn đầu sách của trưởng lão cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và khi chúng tôi tiếp xúc với bà Quỳnh thì không những bà ủng hộ hết mình về Phật Pháp mà bà còn hòa chung với tiếng nói của những người theo Pháp Môn Nguyên Thủy, cũng đã đi từng với lại Phật tử chúng tôi đi giao lưu đối với Phật tử ở tỉnh này và tỉnh khác. Và cũng như ông Dược vượt 2.000 cây số và Quỳnh đến đây để dự với chúng ta, chúng tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời bà Quỳnh lên có đôi lời phát biểu đối với lại buổi lễ tưởng niệm của chúng ta. Xin kính mời bà Quỳnh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch các quý vị tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý Phật tử và kính thưa thầy Thích Mạn Hạnh, viện chủ Tư viện Chân Như. Giờ đây trước giác linh trang nghiêm của cố đại lão, ở cố trưởng lão Thích Thông Lạc, tất cả chúng ta còn đang mang nặng trong tâm tư một nỗi niềm bùi ngùi, xúc động, thương tiếc tưởng nhớ một vị cao tăng, một bậc thầy đạo hạnh cao thâm, chí nguyện kiên trinh, chọn đời hiến mình cho đạo pháp và dân tộc. Nhà xuất bản Tôn giáo được vinh dự biên tập và xuất bản sách của trưởng lão ngay từ những năm đầu tiên khi nhà xuất bản Tôn giáo được thành lập. Chúng tôi cũng đã từng được tiếp xúc, làm việc với trưởng lão và nhớ mãi nụ cười hoan hỉ, cái nhìn từ mẫn, những câu nói hiền hòa, đậm đà đạo lý của Ngài. Những tác phẩm của trưởng lão là những lời hoàng đạo lợi sinh, dìu dắt tăng ni Phật tử trên con đường chánh pháp. Trưởng lão bao dung tất cả mọi người, không từ bỏ ai, để cho mọi người ai cũng trở thành người tốt. Đó là công sức và chí nguyện lớn lao, một tấm gương sáng để hàng tăng ni Phật tử noi theo. Trưởng lão đã nhìn xa thấy rộng, với kiến thức uyên thâm, với đức hạnh chói sáng của Ngài đã đóng góp tích cực và thích hợp với hoàn cảnh và thời điểm, nhằm phụng đạo lợi đời cũng như góp phần phụng sự đồng bào và tổ quốc yêu thương. Nhớ những công đức cao dày của trưởng lão, chúng tôi nguyện noi gương của Ngài để thực hành con đường sáng suốt, lợi mình, lợi đạo, lợi đời, như câu nói không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Làm được điều đó, chúng ta mới có thể báo đáp được công đức của trưởng lão một phần nào. Hôm nay trước giác linh trang nghiêm, chúng tôi vô cùng thành kính tưởng niệm công đức của trưởng lão, cầu mong trưởng lão cao đăng Phật quốc hồi nhập ta bà để dìu dắt tăng ni Phật tử trên con đường chánh pháp. Nhà xuất bản Tôn giáo sẽ cố gắng để những cuốn sách của trưởng lão sớm được xuất bản, tái bản để đến với nhiều người đọc, giúp cho mọi người biết đến chánh pháp của Đức Phật, góp phần làm cho Phật giáo phát triển, lớn mạnh và bền vững. Lời cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Hôm nay là ngày mùng 1, ngày đầu tiên của năm 2015. Lời cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị tăng ni Phật tử và các quý vị đại biểu một năm mới mạnh khỏe, an lành.